chia sẻ với các bạn cách làm muối rang nha các bạn. Cái muối rang này thì để mình dùng là rang gà, gà rang muối hay là tôm rang muối hay là cua rang muối hay là mực rang muối nha các bạn. Thì khi mình làm cái muối rang này thì nó có vị giòn giòn của gạo nếp nè, đây là gạo nếp nè, rồi béo béo bùi bùi của đậu xanh nhé, mặn mặn thì của muối, cay cay thì của tiêu nha các bạn. Thì ở đây nguyên liệu mình sẽ sử dụng là gạo nếp, thì mình sẽ dùng một lưng gạo nếp như vậy nè các bạn. Gạo nếp với đậu xanh thì mình sử dụng bằng nhau nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng 3 muỗng canh này, 3 muỗng canh tiêu sọ nè, 3 muỗng canh. Còn muối thì mình cũng sử dụng 3 muỗng canh muối nha các bạn. Thì khi mình những cái nguyên liệu định lượng như vậy thì khi mình ăn nó sẽ mặn vừa chứ không mặn lắm, và một chút xíu bột ngọt nha các bạn. Thì bột ngọt mình sẽ cho sau. Thì bây giờ chúng mà gạo là mình sẽ đổ nước của mình ngâm nhé. Gạo với đậu xanh thì mình sẽ đổ nước của mình ngâm, ngâm khoảng một tiếng nha các bạn, cho nó mềm ra xong bắt đầu mình mới đi rang nhé. Còn muối với đậu xanh và muối với tiêu thì mình sẽ rang sau. Thì những cái muối này mình có thể làm sẵn để khi mình làm với món tôm hoặc với món mực á, thì mình chỉ rắc lên là xong chứ mình không cần phải làm nữa. Đó, bây giờ mình sẽ đợi đậu xanh với gạo nếp nó nở ra rồi mình sẽ đem đi rang nha. Sau khi đậu xanh với nếp mình ngâm được một tiếng các bạn, rồi mình đi rửa rồi mình rang nha các bạn. Mình ngâm nó nở lên như vậy nè, rồi mình đi mang đi mình rang. Rồi mình sẽ rang tiêu nha các bạn. Tiêu cho nó thơm rồi mình mới đổ vô mình xay chung nha các bạn. Rang tiêu khi mà tiêu nó bốc mùi thơm rồi các bạn tắt bếp đi nha các bạn. Nào giờ nó bốc mùi thơm rồi đó, giờ mình tắt bếp. Giờ mình sẽ cho gạo vô mình rang trước nha các bạn. Mình sẽ rang gạo với đậu xanh chung, tiêu mình rang riêng nha các bạn. Mình rang gạo cho nó hơi vàng mình mới cho đậu xanh vô nha. Sau khi mình rang cái hạt cơm nó hơi vàng như vậy nè các bạn, hạt gạo hơi vàng như vậy, mình cho đậu xanh vô mình rang chung nhé. Khi mình rang như vậy cái hạt đậu xanh nó chín rồi, ăn nó bùi bùi béo béo các bạn, thì nó dần dần thơm thơm. Các bạn đào trong khoảng 7 đến 10 phút cho các bạn. Sau khi mình rang vàng thì như vậy các bạn cho muối vô nha. Mình cho nửa thìa cà phê bột ngọt nha các bạn. Nửa thìa cà phê bột ngọt cho nó đỡ gắt.
khoảng trong vòng 1 phút nha các bạn. Lấy ra mình để nguội rồi mình xay toàn bộ các thứ đó nha. Sau khi mình rang vàng, bây giờ mình đổ để nó nguội rồi mình đổ vô cối mình xay nha các bạn. Đây là món muối rang đã xong nha các bạn. Nè, màu vàng vàng là của đậu xanh nè, màu trắng là của gạo nếp nè, bông tiêu thơm thơm ngọt ngọt mặn mặn. Khi nào các bạn làm gà hay làm cua hay làm tôm rang muối thì mình sẽ trộn vô nha các bạn. Đó, mình cứ làm sẵn để trong hũ. Nhìn hấp dẫn không? Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn một ngày vui. Bye bye.